Vâng, mến chào các bác đã quay trở lại với kênh youtube của cửa hàng Hoàng Anh Ngâm Thanh Ở trước mắt các bác là dòng loa kiểm âm chuyên nghiệp rất là đẳng cấp của thương hiệu Sansui Một thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật Bản Thì dòng loa này nó sẽ được trang bị cho chúng ta Một bát 30 từ 19 côn 76 Một tép kèn 750 từ Naobi Họng phễu gang Các bác nhá họng phễu gang rất là đỉnh luôn các bác, rất là đỉnh và như em có nói, đây là dòng loa kiểm âm chuyên nghiệp cho nên là cái chất tiếng của nó ra rất là tuyệt vời và rất là chi tiết các bác nhé Mặc dù nó được trang bị con chép 750, nhưng mà kể cả anh em chơi trong không gian nhỏ, không gian vừa Anh em nghe cái tiếng chép rất là mịn mà không bao giờ bị chói Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết trên dòng sản phẩm này Đầu tiên các bác, đầu tiên là có bát Đấy, bát này mọi người nhìn thấy là rất là đặc trưng của những cái dòng loa nhật nó nó cái từ của nó như thế này anh em gọi là là bảy màu ấy đấy nó sẽ ửng ửng hơi ửng hồng các bác nhá có số seri này nó in uh, in bắn laser ở trên trên cái 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 phần bích của của bác đây côn bảy sáu các bác nhá côn này côn bảy sáu tất cả là zin tuyệt đối các bác màng loa gần hai sóng gần này gần tấm dầu các bác gần hai sóng tấm dầu rất là đẹp con này thực sự các bác luôn nó xịn, nó xịn từ cái thùng luôn các bác nhá. Nó xịn từ cái thùng cho đến cái cái phân tần của bát của chép nó nhìn nó rất là đẳng cấp luôn. Và tất nhiên không thể thiếu cũng là cái cái điểm rất là ấn tượng à, đó đó là một quả chép các bác nhá, một cặp chép 750. Con này con 750 từ Neobi. Và trên chép nó cũng sẽ có in số seri các bác. Đấy. Con này màng nó là màng titan các bác nhá nên là cái tiếng nó ra nó leng càng rất là sáng anh em nghe nhạc cũng như là hát karaoke rất là tuyệt vời họng này là họng ạ. và cái độ phủ họng nó rất là lớn độ mở nó rất là lớn Nó cho cái cái tiếng nó đánh rất là xa các bác rất là xa và độ phủ cực kỳ rộng luôn đó đây là kết cấu của họng rất đẹp còn về thùng loa thì như em có nói nó là dạng loa kiểm âm các bác nhá loa kiểm âm chuyên nghiệp ở những cái phòng thu hoặc là những cái sân khấu sự kiện mà người ca sĩ hoặc là những người nhạc công người ta muốn nghe cái âm thanh người ta để người ta có những cái, cái 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 biểu diễn nó chính xác và nó tốt nhất đó cho nên nó thiết kế chúng ta có thể để đứng hoặc chúng ta có thể để nằm và hiện bên hông của nó các bác nhá bên hông của nó anh em có thể là xoay bất cứ một cái chiều nào đấy nó đều có cái chân cao su như này các bạn không ạ kể cả hai bên nhá nó đều có chân cao su để chúng ta uh, đặt nằm ấy anh em đặt nằm hướng nào cũng được nhá đó dáng thùng là dáng thùng cân và bên trên nó sẽ có một cái quai sách bằng nhôm quai này bằng nhôm luôn các bác hai bên má các bác nhá hai bên má hai bên má của cái cặp loa này cả má trái và má phải nó đều có khắc à, cái thương hiệu săn xui su ở đây vị trí này tất cả là nguyên zin hết các bác đấy chân cao su rất đẹp và tất nhiên nó à, là cái thông số kỹ thuật nó bên đây Sansui C1 đấy Model VH112. Cái dòng loa này rất là hiếm các bác nhá. Tần số đáp tuyến của nó sẽ là từ 50 cho đến 20k. Đây là dòng loa được sản xuất và xuất khẩu. Vừa sử dụng nội địa và xuất khẩu. Cho nên nó sẽ ghi đồng thời cả tiếng Trung và tiếng Anh. Đó. Tần số đáp tuyến từ 50 cho đến 20k. Một cái tần số đáp tuyến quá là ấn tượng luôn. Và cái tiếng bát của dòng loa này nghe rất là mềm mại các bác rất là mềm mại cộng với con chép 750 anh em chơi rất là sướng nha. Công suất ở 8 ôm của nó là 450W. Đường vào, tín hiệu vào nó sẽ sử dụng cái rắc lưu trích như này. Tất cả còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đây là một trong những dòng loa rất đáng để anh em chơi, thực sự các bác rất đáng để chơi luôn. Và bên trong thùng của nó và phân tần, đây em sẽ mở ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng này. Đấy, các bác thấy ạ? Phễu chép nó làm rất là lớn các bác nhá. Cái phễu ra rất là lớn, hơn 20 cm. Tầm 25 cm ở cái đường 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 kính 25 cm vuông. Nó cho cái độ phủ âm thanh cực kỳ tốt luôn. Và bên trong rất là đặc trưng của những cái dòng loa Nhật. Đó, nó sử dụng cái bông tiêu âm. cái loại sợi sợi vải tổng hợp như này các bác. Và con này, cái thùng của nó các bác này. Từ trong cái thùng của nó làm cực xịn luôn. Nó có đánh số đó các bác nhá. Đó, trên thùng nó có đánh số từng thùng luôn các bác nha. đó anh em cứ mở cái thùng ra là anh, anh em sẽ thấy nó đánh số ở bên trong trong cái cuối thùng luôn này. thùng nào cũng vậy. đấy. và có tất nhiên con này có cọc loa nha. anh em thích có cọc loa anh em để đứng nó lên hoặc anh em bỏ cọc cũng được, hoặc anh em treo cũng được, anh em để nằm cũng được. nó rất là đa dạng về 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 cái cái hình thức để anh em để. và bên trong phân tần phân tần của nó thì nó sẽ nằm ở bên, bên 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 phía củ chép để em mở cái loa này ra. Đây. Em mở cái loa này cho anh em xem. Đây. Cái này tháo ra rất là đầy đủ nha. Đây phân tử đây các bác này. Nó làm cực xịn luôn các bác nhá. Ở đây nó sẽ có hai bóng. Hai bóng. Đó, cuộn cảm và những cái con trở cực kỳ xịn luôn. Đấy, đây là hàng bãi xịn các bác nhé Tất cả là nguyên zin tuyệt đối của hãng Săn Xui Và một trong những cái dòng loa rất là nổi tiếng này các bác Nghe nhạc cũng như là karaoke rất là tuyệt vời luôn Đây mọi người thấy không ạ Ở bên trong thùng của nó Nó phải đánh 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 dấu đánh số các bác nhé Mọi người thấy không Rất là xịn Và thùng này là thùng gỗ ép nó ép uh, rất là nhiều lớp và rất là cứng các bác nhé, rất là cứng cáp và chắc chắn. nó bên dưới của nó còn có cái chân cao su. có nghĩa là anh em rất là 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 dễ để anh em để, đó, để dọc, để ngang, để nằm, để treo hoặc là anh em có thể là anh em uh, bắt vào cái 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 cái, cái cọc loa ấy. anh em đưa vào đây thoải mái, dáng thì dáng đứng rồi, dáng loa phun rồi. âm thanh thì cực kỳ đỉnh các bác nhé. tất cả những cái dòng loa mà hàng chính hãng ấy hàng xịn các bác thì tất nhiên là giá nó cũng không hề rẻ một chút nào hết em cũng chia sẻ luôn giá nó không hề rẻ một chút nào hết nhưng mà cái âm thanh nó đem lại cho mọi người đó là cái sự tuyệt vời Rồi, sự đẳng cấp sự chi tiết các bác nhá mạnh mẽ uy lực mà cực kỳ chi tiết thì cặp loa săn xui VH112 hiện tại các hàng đang bán ra với giá là 14 triệu 500 ngàn đồng. Các bác nhá, 14 triệu 500 ngàn đồng cho một cặp loa bắt 30 hàng đẳng cấp chính hãng. Của thương hiệu đẳng cấp luôn các bác, âm thanh em bao hay tuyệt tuyệt vời hay cho các bác luôn. Đó, giá là 14 triệu 500 ngàn một cặp. Thì bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Hoàng Anh Ngâm Thanh số điện thoại 0908 913171. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo.